Bây giờ chúng ta sang câu hỏi C. Tại những thời điểm nào vật đi qua vị trí có ly độ x bằng trừ 1,5 cm hướng theo chiều dương? Tôi xin nhắc lại câu hỏi. Tại những thời điểm nào vật đi qua vị trí có ly độ x bằng trừ 1,5 cm theo chiều dương? Tức là gì? Chúng ta chỉ lấy nghiệm thời gian t dương, nhưng đồng thời tại đó v cũng phải dương, mà nhưng ở vị trí đó là x chỉ bằng 1,5 cm. Vậy thì với bài như thế này ta sẽ xử lý như thế nào? Thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề như sau. Việc trước tiên, vì có liên quan đến việc đi theo chiều dương nên các bạn viết biểu thức vận tốc v. Viết biểu thức vận tốc v phụ thuộc thời gian bằng phép lấy đạo hàm, thì kết quả của phép lấy đạo hàm ta sẽ có v bằng trừ 18π sin của 6πt cộng pi trên 6 cm trên giây. Do v dương, vì đi theo chiều dương, tức là v mà dương, thì chắc chắn một điều là sin của 6πt cộng pi trên 6 phải âm. Cái này tôi gọi là một nhỏ âm. Tức là gì? Về dương đảm bảo đầu tiên đã. Bây giờ chúng ta việc thứ hai là ta thay x chỉ bằng trừ 1,5 cm vào phương trình rộng điều hòa. Đây, thay x bằng trừ 1,5 cm vào phương trình đã cho. Lúc đó chúng ta sẽ nhận được một cái phương trình cos của 6πt cộng pi trên 6 bằng trừ 1/2. Cos của 6πt cộng pi trên 6 bằng trừ 1/2. Vậy thì giờ nghiệm của cái phương trình này nó sẽ có dạng 6πt cộng pi trên 6 bằng cộng trừ 2pi trên 3 cộng 2np. Ta giải phương trình lượng giác bình thường. Tuy nhiên do có một nên chúng ta chỉ lấy nghiệm do có một, nên ta chỉ lấy nghiệm sau. Sáu pi t cộng pi trên 6 bằng trừ 2π/3 cộng 2nπ. Ở đây n là số nguyên, n là số nguyên. Tí nữa ta sẽ phải biện luận là tại sao n chỉ lấy được những giá trị nguyên dương, vì thời gian t luôn luôn dương. Thế thì phép giải tính nhanh thì sẽ cho ta kết quả t bằng trừ 5/36 cộng n trên 3 giây, và đánh dấu sao. Tính nhanh ra kết quả là t bằng trừ 5/36 cộng n trên 3. Thế thì với kết quả này, với nghiệm phương trình như thế này, thì ta chú ý điều kiện thời gian t luôn dương nên n bắt đầu từ 1, 2, 3, 4, vân vân. Cũng giống như bài trước, ứng với mỗi một giá trị của n, khi thay vào sao ta tìm được một thời điểm t tương ứng, tại đó vật đi qua vị trí có ly độ x chỉ bằng trừ 1,5 cm theo chiều dương. Nếu ta thay n bằng 2 thì ta lại được một thời điểm nữa, và tương tự như vậy, thay n bằng 3, bằng 4, bằng 5 ... thì ta được các thời điểm tương ứng, tại đó vật đi qua vị trí có ly độ x chỉ bằng trừ 1,5 cm theo chiều dương.
Đấy là kết quả. Tuy nhiên với bài này có kết quả rồi, người ta vẫn có thể hỏi thêm được các bạn như sau. Tôi lấy ví dụ, kể từ lúc bắt đầu dao động, vật đi qua vị trí có ly độ x bằng trừ 1.5 cm theo chiều dương lần thứ 20 sau thời gian bao lâu? Thì với cách hỏi như vậy thì ta làm thế nào? Đây, các bạn nhìn lên bảng. Lần thứ 20 thì do n bắt đầu từ 1, 2, 3, 4 nên lần thứ 20 thì ta thay n bằng 20. Thì n bằng 20 vì n bắt đầu từ 1. N bắt đầu từ 1 nên n bằng 20. Vào đẳng thức sau ta sẽ thấy như sau: t bằng trừ 5/36 cộng 20/3. Kết quả chúng ta sẽ được kết quả khoảng 235/36 giây. Có nghĩa là kể từ lúc bắt đầu dao động, vật đi qua vị trí có ly độ x bằng trừ 1.5 cm theo chiều dương lần thứ 20 thì phải sau thời gian 235/36 giây thì ta mới nhận được kết quả lần thứ 20. Thế nếu như bây giờ người ta hỏi các bạn như sau: kể từ lúc bắt đầu dao động đến thời điểm t bằng 175/36 giây thì vật đi qua vị trí có ly độ 1.5 cm theo chiều dương lần thứ bao nhiêu? Thì như vậy trong trường hợp này ta vẫn dựa vào phương trình có dấu sao này, kết quả dấu sao này, ta thay t vào đây, thay t vào đây giải cái phương trình tìm n, nhưng nhớ rằng n phải là giá trị nguyên dương. Nguyên dương đây ta sẽ thay thử, thay t bằng 175/36 giây vào sao thì ta sẽ thấy 175/36 bằng trừ 5/36 cộng n trên 3, thì từ đây giải ra n bằng 15. Ta giải ra được n bằng 15 thì chúng ta lại nhìn lại, do n bắt đầu từ 1 nên n bằng 15 thì ứng với lần thứ 15. Nhớ nhé, n bắt đầu từ 1 mà giải ra là n 15. Thì như vậy kể từ lúc bắt đầu dao động sau thời gian 175/36 giây hoặc đến thời điểm 175/36 giây, nếu như thời điểm ban đầu t ta chọn bằng 0, thì như vậy vật sẽ đi qua vị trí có ly độ trừ 1.5 cm theo chiều dương là lần thứ 15. Lần thứ 15. Đấy là một cái minh họa ở cái phần phương trình dao động. Bây giờ ta đưa ra một cái minh họa nữa như sau. Chẳng hạn trong câu hỏi D, tại những thời điểm nào vật đi qua vị trí có ly độ trừ 1.5 cm theo chiều âm? Theo chiều âm khác nhé, khác câu trên. Câu trên là theo chiều dương nhưng ở câu dưới này lại đi theo chiều âm. Thế thì ta vẫn làm như câu hỏi C, nhưng chú ý một điểm như sau. Cái chỗ này V không còn dương nữa mà là V âm. Mà V âm thì sin không phải nhỏ hơn không mà phải đổi lại là sin phải dương. Mà sin dương thì đến khi ta giải phương trình giống như trên ở chỗ đến đây thì các bạn phải bỏ nghiệm trừ lấy nghiệm cộng để đảm bảo sin nó luôn luôn dương, và sau đó lại làm tương tự như câu C thì ta cũng được các thời điểm t tương ứng. Một câu hỏi nữa, câu hỏi này đơn giản thôi. Đây, tại những thời điểm nào hay là kể từ lúc bắt đầu dao động, kể từ lúc bắt đầu dao động, lúc đầu dao động bây giờ ta coi t bằng 0, đến thời điểm t 1/4 giây x bằng bao nhiêu, v bằng bao nhiêu, gia tốc bằng bao nhiêu? Thì cái ví dụ này không hề khó một chút nào. Các bạn chỉ việc thay t bằng 1/4 giây vào phương trình dao động
thì tính được ngay ly độ ích. Còn muốn tính vận tốc thì đây là biểu thức của vận tốc phụ thuộc thời gian t. Các bạn chỉ việc thay t 1/4 giây thì các bạn tính được v tại thời điểm t. Thế còn tính gia tốc thì công thức gia tốc các bạn biết rồi, a bằng trừ omega bình phương x. X gì này là ly độ x tính tại thời điểm t bằng 1/4 giây. Có nghĩa là trên phần trước chúng ta đã tính được tại thời điểm t 1/4 giây x chỉ có giá trị bao nhiêu, thì mang cái giá trị đó thay vào cái công thức tính gia tốc a bằng trừ omega bình phương x, thì các bạn sẽ nhận được kết quả tính gia tốc. Đây là một cái ví dụ minh họa cho cái phần bài tập thứ nhất, là bài tập là tính các thời điểm t ở vị trí x nào đó. Đây là một ví dụ cơ bản. Mong rằng các bạn về nhà tiếp tục làm bài tập để làm sao chúng ta tính toán được nhanh gọn, đặc biệt là vấn đề giải phương trình lượng giác. Nếu như bạn nào mà phương trình lượng giác chưa rõ hoặc chưa vững hoặc là còn chưa thông hiểu thì các bạn có thể xem lại phần toán về giải phương trình lượng giác ở trong chương trình toán phổ thông trung học hiện nay. Bây giờ chúng ta sang bài toán.